Xin kính chào quý vị và anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh năm A, Luca chương 24 câu 13 cho đến câu 35. Trình thuật này kể lại sự kiện Chúa Kitô phục sinh gặp gỡ hai môn đệ trên đường về Emmaus. Đây là một câu chuyện rất cảm động về sự hiện diện và về vai trò của Chúa phục sinh ở trong cuộc sống của các môn đệ của Chúa Kitô. Bài trình bày của tôi hôm nay sẽ gồm 3 phần. Thứ nhất là một vài ghi nhận dẫn nhập. Sau đó ở phần thứ hai là phần giải thích bản văn tin mừng và cuối cùng ở phần thứ ba là một vài gợi ý suy niệm. Bây giờ chúng ta cùng nhau dừng lại trước hết ở một số ghi nhận trước khi đi vào phân tích bản văn tin mừng. Tôi xin nói về ba ghi nhận sau đây. Ghi nhận thứ nhất là ghi nhận về tính độc đáo tương đối của trình thuật Chúa Kitô phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Chúng ta biết là chỉ có một mình Thánh Luca cung cấp bài tường thuật về kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus. Ta không gặp uh, câu chuyện song song ở các tin mừng khác. Ừ, tuy nhiên, ở trong cái trình thuật này cũng có một số típ mà chúng ta thấy xuất hiện ở trong các trình thuật khác về các cuộc hiện ra của Chúa phục sinh. Và đáng chú ý nhất là ở tin mừng Gioan. Chúng ta có thể kể đến ở đây các uh, mô típ này. Trước hết, ở trong trình thuật uh, các môn đệ trên đường Emmaus ta gặp sự kiện các môn đệ chậm nhận ra Chúa Giêsu. Sự kiện này chúng ta có thể gặp thấy ở trong Gioan chương 20 câu 14 đến câu 16, bà Maria Magdala không nhận ra Chúa lại tưởng đấy là ông làm vườn. Hay là ở chương 21 câu 7, câu 12, các môn đệ ở trong trình thuật đi đánh cá ở chương 21 không nhận ra uh, Chúa Giêsu ở trên bãi biển. Rồi ở trong trình thuật các môn đệ trên đường Emmaus này chúng ta gặp thấy một cái chủ đề quan trọng là chủ đề bữa ăn với Chúa phục sinh. Chủ đề này chúng ta cũng thấy xuất hiện ở trong Do an chương 21 câu 12 đến câu 13. Rồi ở trong trình thuật về Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus ta gặp cái ý tưởng về Chúa Giêsu biến mất. Ý tưởng này không được nói rõ ràng ở nơi nào khác trong Ừ, các trình thuật về của các cuộc hiện ra của Chúa nhưng mà ở trong các cái trình thuật về các cuộc hiện ra của Chúa trong các tin mừng ta gặp thấy có cái tính cách tạm thời của mỗi lần hiện ra được đề cập và tính cách tạm thời của mỗi lần hiện ra đó thường giả định cái ý tưởng về chuyện Chúa Giêsu biến đi rồi một cái chủ đề nữa ở trong trình thuật Emmaus này đó là chủ đề về việc giải thích kinh thánh. Chủ đề này ta thấy xuất hiện ở trong Luca chương 24 câu 44 đến 48 rồi chủ đề này liên quan đến cái mô típ trong do an về cái sự hiểu biết sau phục sinh và về cái cách thức áp dụng kinh thánh cho Chúa Giêsu À, như chúng ta có thể gặp thấy trong do an chương 2 câu 17 đến câu 22 chương 12 câu 14 đến 16 chương 20 câu 9 và kể cả ở trong uh, uh, dạng chương 14 câu 26 nữa à, như vậy tức là trình thuật uh, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus là một trình thuật rất độc đáo độc nhất ở trong tin mừng nhưng đồng thời lại chỉ là sự độc đáo tương đối vì chúng ta gặp thấy một số mô típ uh, uh, đã từng xuất hiện ở trong các trình thuật khác ghi nhận thứ hai của tôi muốn trình bày ở đây đó là ghi nhận về nguồn gốc của trình thuật uh, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Đi-a-ma-út. Các nhà nghiên cứu đã thảo luận với nhau rất nhiều về cái uh, nội dung này nhưng mà họ không đồng thuận được với nhau. Câu hỏi đặt ra là Thánh Luca đã sử dụng nguồn văn nào để xây dựng cái trình thuật các môn đệ trên đường Đi-a-ma-út này? Có thể tóm tắt ý kiến của các nhà nghiên cứu vào bốn lập trường sau đây. Lập trường thứ nhất cho rằng Thánh Luca đã đón nhận cái câu chuyện này từ truyền thống. Ông có chỉ thay đổi một chút về nội dung thôi. Điều mà đóng, điều đóng góp lớn của ông đó là ông đưa vào đó những thay đổi rất đáng kể về ngôn ngữ trình bày. Còn về nội dung căn bản thì không thay đổi lập trường thứ hai cho rằng uh, khi xây dựng trình thuật về thờ, thờ Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus thì thực ra Thánh Luca đã nhận được từ truyền thống một phiên bản về câu chuyện này cái phiên bản đó tập trung vào sự kiện Chúa phục sinh giải thích cựu ước cho các môn đệ uh, phần Luca thì Luca thêm vào đó chủ đề về sự kiện Chúa Giêsu được nhận ra trong việc người bẻ bánh ở lập trường thứ ba thì đảo ngược cái lập trường vừa nói. Lập trường này cho rằng việc Chúa Giêsu phục sinh giải thích kinh thánh là phần bổ sung của thánh Luca vào một câu chuyện mà ông đã nhận được từ truyền thống. Và cuối cùng, lập trường thứ tư về nguồn văn của câu chuyện này. Lập trường này cho rằng Thánh Luca đã chỉ có ở trong tay những mảnh vụn của truyền thống. Và cái câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus này là sự sáng tạo tự do của chính thánh Luca dựa vào trên những những mảnh đoạn của truyền thống mà thôi. Thế ghi nhận thứ ba về ghi nhận thứ ba của chúng ta trước khi đi vào phân tích bản văn uh, sẽ là ghi nhận về đóng góp của cái trình thuật này vào kho tàng các trình thuật về cuộc hiện ra của chúa phục sinh. Thế anh chị em chúng ta biết là mỗi câu chuyện về chúa phục sinh hiện ra sẽ được uh, truyền thống của hội thánh lưu giữ và truyền tải cho đời sau với một điểm nhấn nhất định thế cái điểm nhấn, cái điểm độc đáo cái điểm nhấn của trình thuật này là gì? Có lẽ trình thuật Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus đã không được xây dựng để đưa thêm một bằng chứng về biến cố Chúa phục sinh với một cái mục tiêu hộ giáo, chắc là không phải như vậy. Điểm đặc biệt thứ nhất của trình thuật này là ở cái sự kiện cuộc hiện ra của Chúa Giêsu ở đây là dành cho các môn đệ đang trên cuộc hành trình chủ đề hành trình là chủ đề rất quan trọng trong tin mừng Luca nói chung và trong trình thuật này nói riêng. Cái điểm đặc biệt thứ hai của trình thuật này đó là trình thuật này phản ánh niềm tin ban đầu của Kitô tô giáo rằng chỉ qua cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh thì chúng ta mới có được cái chìa khóa để hiểu cuộc khổ nạn và cuộc tôn dương của Chúa Giêsu mà Kinh Thánh Cựu Ước đã từng trình bày. Và điểm đặc biệt thứ ba của trình thuật này đó là ngay từ đầu câu chuyện Emmaus có lẽ đã được kể lại ở trong liên quan đến một cộng đoàn Kitô giáo đặt trung tâm của mình, đặt nguồn gốc của mình là ở Jerusalem. Ở à, bây giờ tôi xin kính mời quý vị và anh chị em bước sang phần thứ hai của bài trình bày. Đó là phần giải thích vắn gọn một số chi tiết của bản văn. Máy quay của Thánh Luca di chuyển từ cảnh một ông Phêrô đang trầm ngâm kinh ngạc ở chương 24 câu 12 sang cảnh các môn đệ vô danh đang thực hiện một cuộc hành trình về Emmaus. Hôm ấy có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra, tức là về biến cố Đức Giêsu bị đóng đinh và về sự kiện ngôi mộ trống. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị ngăn cản không nhận ra người. Tại sao hai môn đệ đi đến làng Emmaus? Bản văn tin mừng không cung cấp bất cứ chi tiết nào để cho phép chúng ta hiểu lý do của cuộc hành trình này. Thật ra thì cuộc hành trình này là rất khó hiểu nhất là ở trong bối cảnh của cộng đoàn các môn đệ hôm ấy như chính hai môn đệ này sẽ kể ở các câu 22 cho đến 24. Có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi họ nói đã làm chúng tôi kinh ngạc, các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm không thấy xác Đức Giêsu đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Có vài người trong nhóm chúng tôi vẫn lời của hai môn đệ này đã đi ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Ở trong cái hoàn cảnh như thế mà các ông lại lên đường đi về Emmaus thay vì cố gắng ở lại để giải mã các bí ẩn mà cộng đoàn đang phải đối diện thì chắc phải có một lý do gì rất đặc biệt tất nhiên cũng có một số người cho rằng câu chuyện thực ra thì cũng đơn giản thôi vào buổi chiều hôm ấy hai môn đệ về Emmaus chỉ là để nghỉ đêm chứ không phải là họ về quê có lẽ cái ý kiến này là có lý ờ, có ba địa điểm đã từng được uh, xác định ở trong lịch sử có ba địa điểm từng được xác định là làng Emmaus Địa điểm thứ nhất đó là một Emmaus cách Jerusalem khoảng 20 dặm về phía tây tây bắc. Địa điểm thứ hai được xác định là làng Emmaus đó, đó là một làng Emmaus cách Jerusalem khoảng 3 dặm rưỡi về phía tây bắc và tên gọi hiện nay của nó là Kuonie. Rồi có một địa điểm thứ ba, địa điểm này do thập tự quân xác định là làng Emmaus, đó là Hiện là cái làng mà hiện nay gọi là En Các thờ đoàn thập tự quân ở thời Trung cổ đã xác định cái làng này là Emmaus được kể trong sách Tin Mừng và cái làng này nằm cách Jerusalem khoảng hơn 7 dặm trên đường đi Lida. Thế tác giả Luca xác định ở trong bản văn Tin Mừng, Emmaus cách Jerusalem 60 stadion, tức là khoảng 11 km cái xác định này của thánh Luca phù hợp với lựa chọn thứ ba bởi vì cái làng Emmaus mà đoàn thập tự quân uh, uh, cho là đấy là 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 làng Emmaus trong thiên mừng á thì cách Jerusalem khoảng chừng cỡ 7 hơn 7 dặm tuy nhiên á chúng ta không có những cái dữ kiện cổ xưa hỗ trợ cho cái 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 cái, cái chọn lựa này Chọn lựa này chỉ được đánh giá là nhận dạng thuận tiện của đoàn thập tự quân mà thôi. Chọn lựa thứ hai, Emmaus uh, cách Jerusalem khoảng chừng uh, uh, 3 dặm rưỡi, đó. chọn lựa này có vẻ hữu lý hơn. Nếu chúng ta hiểu bản văn của Thánh Luca, theo ý là 60 stadion cả đi cả về, tức là cả đi cả về là khoảng 11 km. Hoặc chúng ta hiểu bản văn này như là phản ánh một sự nhầm lẫn giữa khoảng cách đi về và khoảng cách thực tế. Theo cách hiểu này đó, thì Emmaus chỉ cách Jerusalem khoảng chừng 3 dặm rưỡi về phía Tây Bắc. Và đó là nơi mà hai người môn đệ trọ đêm trong dịp họ về Jerusalem dự lễ. Chúng ta biết là vào các dịp lễ, khách hành hương về Jerusalem rất là đông cho nên nhiều người phải thuê nhà trọ ở các vùng xung quanh Jerusalem, trong đó có Emmaus để họ ở đó suốt tuần lễ bánh không men. Thế thì đang lúc hai môn đệ đi trên đường về về Emmaus, về nhà trọ đấy và họ đang nói chuyện với nhau trên đường thì chính Đức Giêsu phục sinh tiến đến gần và cùng đi với họ. Chính Đức giê Giêsu phục sinh nếu hiểu theo nghĩa này có vẻ là một người đang rời Jerusalem để về nhà trọ giống như là hai môn đệ này hoặc có vẻ uh, người là một người đang ở trên đường về quê sau khi đã dự lễ vượt qua tại Jerusalem nhưng mà mắt các môn đệ còn bị ngăn cản nên họ không nhận ra đức Giêsu việc hai người môn đệ không nhận ra Chúa Giêsu ở đây uh, thường được uh, quy gán cho cái ý định nhiệm màu của Thiên Chúa Thiên Chúa muốn như thế và cũng có người coi sự kiện hai ông không nhận ra Chúa Giêsu này là do tình trạng tâm hồn u tối của các ông. Rồi nhiều người khác thì lại giải thích rằng đây thực ra là một sự mù quáng do Satan gây ra cộng thêm với trạng thái tâm trí tâm tối của các môn đệ. Dù gì chăng nữa thì chúng ta chắc chắn được một điều đó là không có lý do gì để chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ở dưới một hình dạng khác như ở trong đoạn kết của tin mừng Marco chương 16 câu 12. Cho nên không phải là vì Chúa Giêsu đang hiện diện dưới một dạng khác mà các môn đệ không nhận ra vấn đề nằm ở phía các ông. Còn tại sao phía các ông lại bị ngăn cản? Thì có ba lý do người ta nêu lên như tôi vừa trình bày với anh chị em. Vậy Đức Giêsu hỏi họ, các anh vừa đi vừa tranh luận với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu một trong hai người tên là Cleopas trả lời Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem Mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay Đức giê -xu hỏi chuyện gì vậy? Họ thưa chuyện ông Giêsu Nazareth Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm Cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng tôi đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc israel hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm không thấy xác người đâu cả về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bạn ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Sự thất vọng bởi do cái chết của Đức Giêsu chúng ta chú ý đã không hề khiến các đồ đệ đưa ra những cái phán đoán tiêu cực về Đức Giêsu. Các ông đã không hề coi ngài là một ngôn sứ giả chẳng hạn. Cuộc khổ nạn đã không làm cho cuộc sống thế tạm của Đức Giêsu vốn đầy uy thế trước mặt Thiên Chúa và toàn dân trở nên không còn giá trị. Đối với các môn đệ, Ngài vẫn là một ngôn sứ vĩ đại trong việc làm cũng như trong lời nói. Cái chết của Ngài, mặc dù là cái chết thập giá, đã không hề bị coi là dấu hiệu của sự trúc giữ của Thiên Chúa như cách hiểu sai lầm của các thượng tế và các thủ lãnh. Nhưng mà cái chết ấy quả thực đã đặt dấu chấm hết cho sự kỳ vọng của các đồ đệ sự kỳ vọng về một cuộc giải phóng theo nghĩa là phục hưng dân tộc israel rồi những dấu hiệu của sự phục sinh cũng đã được nhắc đến nhưng mà chính đáng phục sinh thì các môn đệ chưa được gặp và vì thế họ chán nản và thất vọng Thiên Chúa phục sinh vốn từ đầu câu chuyện chỉ là người lắng nghe, bây giờ người trở thành chủ thể hành động và dẫn dắt sự tình. Trước tiên, chúng ta thấy người khiển trách các môn đệ đã chậm tin vào lời các ngôn sứ. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời của các ngôn sứ. Các môn đệ buồn bã thất vọng, hoang mang và không hiểu gì. Ngay cả khi các phụ nữ kể là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Đức Giêsu vẫn sống. Tất cả những điều đó phản ánh một cái thái độ không tin. Sự tình có lẽ sẽ khác đi hoàn toàn nếu xuất phát điểm của các ông là niềm tin vào lời của các ngôn sứ ở trong Luca chương 18 câu 31 cho đến câu 33, Thánh Luca đã kể rằng ở một ngày nọ, Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 ra và nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất. Quả vậy, người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, bị nhục mạ, bị khạc nhổ, sau khi đánh đòn thì họ sẽ giết người và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nếu các môn đệ tin vào lời các ngôn sứ thì hẳn là họ đã hiểu được những sự kiện đang diễn ra, vừa diễn ra và đang diễn ra trong những ngày này. Cho nên Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ đã chậm tin vào lời các ngôn sứ. Rồi sau khi khiển trách các môn đệ đã chậm tin vào lời các ngôn sứ thì Đức Giêsu nói tiếp: Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông mô và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Ở đây chúng ta gặp một chủ đề quan trọng ở trong tin mừng Luca, đó là chủ đề về việc giải thích sách thánh ở trong hội thánh. Tác giả Luca khẳng định rằng chính Chúa Giêsu phục sinh là đấng giải thích những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Đức Kitô phục sinh mở ra cho các đồ đệ sự hiểu biết đích thật về sách thánh và như thế, Ngài chính là nguồn mạch của những suy niệm Kitô giáo về sách thánh Cựu Ước. Tác giả tin mừng Luca không đề cập đến một đoạn sách thánh cụ thể nào đã được Đức Giêsu giải thích, nhưng mà ông ở đây nghĩ tới sách thánh trong tính cách toàn thể của sách thánh. Chính Chúa Kitô phục sinh hiện diện ở ngọn nguồn của việc giải thích mang tính Kitô luận về kinh thánh cựu ước. Ở việc đọc sách thánh của các Kitô hữu và lời rao giảng của hội thánh sẽ tìm thấy ở nơi chính Chúa phục sinh những đảm bảo chắc chắn cho cái tính xác thực của mình. Khi tới gần làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Có lẽ Chúa Giêsu đã bẻ bánh như là một hành động mang tính nghi lễ trong bữa ăn bình thường của người Do Thái, nhưng mà đối với những người đọc là Kitô hữu thì các hạn từ được tác giả Luca lựa chọn ở đây để miêu tả hành động của Chúa Giêsu lại rất có ý nghĩa. Các hạn từ này rõ ràng là những cách nói về việc cử hành thánh thể. À, và thực chất đối với thánh Luca nói riêng, bẻ bánh là một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ bữa tiệc thánh thể như ta thấy ở trong sách công vụ chương 2 câu 42, câu 46 hay chương 20 câu 7. Đằng khác ngữ cảnh của câu chuyện cũng hướng đến cách đọc theo nghĩa tiệc thánh thể à, và do đó nhấn mạnh đến cái ý nghĩa giáo lý hơn là cái giá trị sử học của cái hành động bẻ bánh mà Chúa Giêsu thực hiện ở câu 30 của trình thuật mà chúng ta đang tìm hiểu. Thế thì chính ở trong bữa tiệc thánh thể, cuộc gặp gỡ trong lòng tin của các đồ đệ với Đức Chúa Phục Sinh đã được thực hiện. Các đồ đệ chợt nhận ra rằng Đức Kitô Phục Sinh vẫn hiện diện gần gũi với họ từ trước ở trong cuộc hành trình của cuộc đời họ. Họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngày lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Bất chấp đêm tối, trong ánh sáng của lòng tin và của cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Phục Sinh, các môn đệ đã quay trở về cái nơi đã xảy ra biên cố phục sinh. Quay trở về với điểm xuất phát của lời rao giảng của các tông đồ. Đây là cuộc trở về hiệp thông với nhóm 11 và với các anh em khác. Tức là hiệp thông với hạt nhân của hội thánh, hội thánh vừa được khai sinh. À nhưng mà trước khi hai môn đệ Emmaus có thể kể lại cái trải nghiệm của chính họ thì tác giả tin mừng Luca đã rất khéo léo kể rằng Hai môn đệ này được nghe nhóm 11 công bố tin mừng phục sinh trước. Những người này bảo với hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Ở đây rõ ràng tác giả tin mừng muốn nói lòng tin của các chứng nhân chính thức là nhóm 11 và của cộng đoàn tiên khởi không dựa trên lời chứng của một nhân vật nào khác nếu không phải trước hết là kinh nghiệm thiết thân của chính ông Phêrô, người đứng đầu tập thể các tông đồ. Đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng và tế nhị. Chính cái kinh nghiệm gặp gỡ đấng phục sinh của nhóm 11 mà ông Phêrô đứng đầu ấy sẽ xác định sẽ chứng thực giá trị của chứng từ mà hai người đồ đệ Emmaus công bố, chứ không phải là những câu chuyện của các người phụ nữ về ngôi mộ trống chứng thực Chúng ta phải chú ý cái điểm rất là đặc biệt này của trình thuật Emmaus. Thế bây giờ hai môn đệ thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Hai người đồ đệ trên đường Emmaus đã kể lại cho nhóm 11 và các anh em đang quây quần bên nhóm 11 về những trải nghiệm của họ. tuy nhiên, chứng từ của họ lúc này như chúng ta lưu ý nãy giờ sẽ chỉ là chứng từ thêm vào và xác nhận chứng từ của các công đồ mà thôi chứ không phải là chứng từ căn bản làm cho cộng đoàn hội thánh ở Jerusalem tin vào mầu nhiệm phục sinh. đáng chú ý là tác giả tin mừng đã cố ý nhấn mạnh ở đây hai điểm quan trọng trong kinh nghiệm Emmaus. Điểm thứ nhất tác giả nói rằng hai ông kể lại cho anh em ở Jerusalem về những gì đã xảy ra dọc đường, những gì đã xảy ra dọc đường tức là việc Đức Giêsu đồng hành và giải thích sách thánh cho hai người môn đệ này. Điểm thứ hai là Thánh Luca nhấn mạnh rằng các ông kể lại cho anh em ở Jerusalem về việc các ông đã nhận ra Chúa khi người bẻ bánh. Rõ ràng đối với cộng đoàn Kitô hữu. Kinh Thánh và Thánh Thể chính là nơi gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Và tác giả Luca đã nhấn mạnh cái nội dung đó ở trong cái phần kết của trình thuật mà chúng ta đọc với nhau hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc trình thuật Chúa Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Đi Út trong khung cảnh phụng vụ Chúa Nhật. Tôi xin đề nghị với anh chị em ba gợi ý suy niệm sau đây. Gợi ý suy niệm thứ nhất, Chúa Giêsu Phục Sinh là đấng hiệp nhất cộng đoàn các đồ đệ của Ngài. Ở trong phần thứ nhất của bài tin mừng từ câu 13 cho đến câu 24, thì một trong những yếu tố nổi bật được tác giả Luca khắc họa là sự tia, chia tách, sự tách rời. Chúng ta thấy hai đồ đệ rời Jerusalem, nơi xảy ra biến cố phục sinh và rời xa nhóm các đồ đệ. Tác giả Luca nói chuyện đó ở câu 13. Rồi ở giữa hai môn đệ này trên đường Emmaus hình như cũng đã xảy ra những sự bất đồng. Ở câu 17 ta sẽ thấy Chúa Giêsu hỏi dọc đường anh em tranh luận với nhau, tranh cãi với nhau về điều gì. Ở đấy động từ được tác giả sử dụng là antibalein là cái động từ trong đó nó có cái tiếp đầu ngữ anti. À, có nghĩa là tranh luận là tranh cãi và không đi đến cái sự đồng ý với nhau được. Rồi chúng ta lại thấy một chi tiết nữa cũng nói đến sự chia tách đó là cái khoảng cách lớn lao giữa hai người môn đệ này với Chúa Phục Sinh mà các ông tưởng là một người xa lạ. Rồi cái khoảng cách giữa hai ông với những biến cố cứu độ mà các ông chưa hiểu thấu. Vì thế cho nên ở câu 17 các tác giả nói các ông buồn bã. Nói cách khác các ông đang ở trong một tình trạng bi đát và thất vọng ê chề. Chúa Giêsu đến ở trong cái tình cảnh bi đát đó. Ngài đi vào tận cái trung tâm điểm của cái tình cảnh chia ly và tình cảnh xa cách đó. Và rồi, từ câu 25 của trình thuật, tất cả đều thay đổi. Chúa Giêsu phục sinh bây giờ đảm nhận vai trò là chủ thể hành động và chính Ngài làm chủ tình hình. Ngài giải thích cho hai đồ đệ những biến cố xảy ra dưới ánh sáng của Kinh Thánh, rồi chính Ngài bẻ bánh, lập tức những khoảng cách được xóa bỏ. Chúa Kitô phục sinh được các đồ đệ nhận biết tâm hồn các đồ đệ bừng cháy lên rồi họ quay trở lại Jerusalem trở về trong cộng đoàn của các chứng nhân kính thưa anh chị em rất nhiều khi ở trong cuộc sống thực tế của cộng đoàn hội thánh và của gia đình chúng ta nữa cũng xảy ra những tình trạng chia rẽ xa cách chính chúa phục sinh ở trong lời và thánh thể của ngài là nguyên lý thiết yếu và tối hậu kiến tạo sự hiệp nhất của cộng đoàn hội thánh và của gia đình của mỗi người chúng ta sự gặp gỡ thiết thân của mỗi người chúng ta với chú phục sinh sẽ là yếu tố mang tính quyết định đưa chúng ta đến cái sự hiệp thông và hiệp nhất đích thực trong lòng hội thánh và trong mỗi gia đình của chúng ta gợi ý suy niệm thứ hai của tôi trong khi chúng ta tìm hiểu bài tin mừng này đó là thánh thể chính là dấu chỉ tuyệt hảo về sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa những kẻ thuộc về ngài. Kinh thì anh chị em thánh thể chính là đỉnh điểm đồng thời là xuất phát điểm của đời sống Kitô hữu như chúng ta thấy nói trong bài tin mừng này. Ở câu chuyện trong bài tin mừng về hai môn đệ trên đường Emmaus cho chúng ta thấy chính kinh thánh chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Phục Sinh và Đức Chúa Phục Sinh đã được các môn đệ nhận biết trong thánh thể. Thế để vượt thắng những chướng ngại vật đang ngăn cản các đồ đệ nhận ra Chúa Giêsu thì rõ ràng cần phải có sự lắng nghe lời kinh thánh được giải thích trong Chúa Kitô và bởi Chúa Kitô. Và một khi tâm hồn của các ông đã được bừng cháy lên nhờ lời kinh thánh đó thì chính trong hành động bẻ bánh nhiệm màu của Chúa Giêsu mà các môn đệ đã nhận ra người. Rồi từ cái cuộc gặp gỡ thiết thân với Chúa Giêsu trong thánh thể ấy, lòng tin lại bừng sáng và chính trong thánh thể như thế, các Kitô hữu được mời gọi tham dự vào bàn tiệc do Chúa Kitô phục sinh chủ tọa, ở đó họ sẽ được trải nghiệm về sự hiện diện màu nhiệm của Chúa Kitô phục sinh. Ở đó họ sẽ được trải nghiệm về sự hiện diện rất chân thực của chính Chúa Kitô phục sinh. Để kính thưa anh chị em, lời Chúa và thánh thể là những yếu tố vô cùng quan trọng của đời sống Kitô hữu chúng ta trong Chúa Kitô phục sinh. Suy niệm thứ ba mà tôi xin đề nghị với anh chị em khi chúng ta đọc bài tin mừng này trong khung cảnh của mùa phục sinh này. Đó là Chúa phục sinh luôn đồng hành với chúng ta. Một trong những sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài tin mừng hôm nay là chủ đề hành trình. Chủ đề này vốn là một chủ đề rất quan trọng ở trong tin mừng Luca. Trình thuật về Chúa Kitô phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường nghe máu hôm nay triển khai chủ đề này một cách cũng rất là đặc biệt. Ở trong cuộc hành trình của mình, người đồ đệ của Chúa Kitô không hề đơn độc cho dù vẻ bề ngoài là anh ta đơn độc. Theo một cái cách thức có thể là vô hình nhưng mà rất chân thực, Chúa Giêsu phục sinh vẫn đồng hành với từng người đồ đệ trên những nẻo đường của cuộc sống và đưa người đồ đệ đến chỗ được gặp gỡ chính bản thân Ngài. Chính Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp cho từng người đồ đệ nhận ra Ngài trong lòng tin đã được soi sáng bởi kinh thánh và trong ân huệ của thánh thể. Thế nhưng mà một khi người đồ đệ đã được trải nghiệm về sự hiện diện gần gũi và rất là chân thực của Chúa Phục Sinh thì Ngài liền thoát khỏi sự chiếm hữu của anh ta. Để lại mời gọi anh ta lên đường làm chứng cho sự hiện diện thực sự của Ngài. Kính thưa anh chị em, đó cũng vẫn là những thực tại đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay ngay trong tuần này anh chị em hãy để cho thực tại đó được trở nên hiện thực trong cuộc sống của cá nhân và của gia đình mình ngay trong cái tuần thứ ba của mùa phục sinh này xin kính thưa quý vị và anh chị em chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm A với trình thuật Luca chương 24 câu 13 cho đến câu 35 kể lại biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra và đồng hành với hai môn đệ của người ở trên đường về Maus xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và chúng tôi hy vọng sẽ được gặp lại anh chị em trong chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông Chu Cú Thế tuần tới chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh năm A do An chương 10 câu 1 cho đến câu 10 xin Chúa Kitô phục sinh ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em hallelujah